À, mình lại tiếp tục đi. Vâng. Linh đưa cái chủ đề đi để mỗi nhà xem là phân chia nhau ra. Chủ đề của mình là chuyển hóa. Chuyển hóa bây giờ mỗi nhà xem là có những cái mục gì xong rồi. Về mục của các nhà thì sẽ có một số những mục lớn như sau. Thứ nhất đó là sẽ có một nhà đứng ra nhận điều phối. Điều Nhà sẽ là một cái nhà điều phối chính, là cái nhà đấy sẽ dựa vào cái timeline của chị em mình dựng lên để dựng một cái timeline chi tiết cho buổi ngày hôm đấy, dựng cái nội dung cụ thể cho ngày hôm đấy, sẽ có những cái kế hoạch như thế nào, triển khai như thế nào. Và cái nhà điều phối đấy cũng chính là nhà chụp ảnh, cũng như là nhà, ý là time keeper ấy, giữ giờ cho cái timeline đấy. Bởi vì khi mà thực chất là khi mà họ lên chương trình ấy, thì họ sẽ có được, họ sẽ nắm được cái khung thời gian cụ thể nhất cho mình đấy. Đấy là nhà thứ nhất. Nhà thứ hai đó là nhà phân tích. Nhà phân tích thì chúng ta sẽ cần có ba nhà. Thứ nhất đó là một, à nói là hai nhà thôi, hai nhà chính. Sẽ có một nhà phụ trách đúc kết cuốn sách lì thầy, một nhà nữa phụ trách về cái phần mà chia sẻ về, chia sẻ cái sự chuyển hóa thông qua các buổi Zoom. Và một số các thành viên trong một số nhà, những thành viên tinh tấn của một số nhà, cái này mình sẽ chọn lọc, sẽ chia sẻ về, chia sẻ cảm nhận của cá nhân sau 3 đến 4 tuần học của hành trình. Một nhà nữa sẽ phụ trách cái phần gọi là văn nghệ và game show. Thì ở cái nhà này sẽ nhà trực tiếp là làm game. Còn đâu về phần văn nghệ, ví dụ mà trong nhà mà không có thành viên nào có khả năng về văn nghệ, thì mình hoàn toàn có thể mời mời những cái sự đóng góp từ các thành viên mà có văn nghệ trong xóm ấy. Đó, văn nghệ, thơ ca. Thì nhưng mà vẫn sẽ có một nhà phụ trách chính. Khi mà họ lên xóm, họ không kêu gọi được thành viên nào, thì nhà đấy vẫn phải lăn ra họ làm thôi. Đó, ý là vẫn phải có một nhà phụ trách chính. Đó, và một nhà nữa, đó là nhà đúc kết. Thì nhà này sẽ có cái vai trò đó là sẽ tương tác ở trên khung chat này, sẽ để ý ví dụ như kiểu có khách mời nào tham gia, có ban tổ chức nào đến hay là gì gì đó. Và ở cuối cái buổi Zoom đấy sẽ là cái nhà mà đưa ra cái tổng kết lại cái buổi talk show hôm đấy và đưa ra các hành động tiếp theo, cũng như là có thể là cái nhà đấy nếu mà cần một cái biên bản cho cái buổi talk show xóm đấy thì cũng sẽ là nhà đấy. Và hình như buổi talk show xóm cũng sẽ có cái gọi là cái gì nhỉ, phiếu khảo sát điền xóm văn hóa đọc thì phải. Đó, thì cái nhà đúc kết đấy sẽ là nhà phụ trách đấy. Thì chia cụ thể sẽ có 5 nhà như vậy ạ. Đấy, xóm mình có 5 nhà thì sẽ Linh triển ơi, cái khai ra với 5 nhà. nhà record là nằm trong điều phối đấy đúng không? Nằm trong cái điều phối, nhà điều phối Đúng đấy. không? Nhà record sẽ là điều phối đấy. Bởi vì thực chất là record chỉ ấn cái nút trong về sau phút lên YouTube thôi, cũng không 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 ấy nặng này lắm. Nhưng mà cái vấn đề đó là bây giờ mình cũng phân công các chị dựa vào nguồn lực hiện tại của nhà mình để có thể chắc là nhận luôn vai trò đi. Bởi vì thực chất là ví dụ như nhà em, nhà 10 bây giờ còn 2 thành viên thì chắc cũng không thể nào mà nhận vai trò gọi là nhà điều phối được rồi. Nó này là Hai nhà, thành viên chị đó Linh, cũng chị không không, vào mà ý là có mỗi chỉ nhà mới có tinh tấn nhà lắm, gọi là hoạt động tích cực thôi, còn nó cắt thành viên rớt đi đâu rồi ấy. Nên là nhà nào nhà mà mình có hai bác tham gia nhiều hành trình lắm, hai bác cái tinh tấn, mình nghĩ là nhà mình để bác cái, hai bác cái phụ trách cái món này được đấy. như còn cái phần nhà chị MC và truyền thông thì cho vào nhà nào đấy, cho vào phần nào đấy? nhà chị Hoa có anh Sơn, anh Sơn này trước ở hành trình trước ở cùng nhà với em, chú Sơn, Trương Sơn. Đấy, có bác Sơn với bác Tường.
Đấy cả là nhà ba mình kiểu cái cái phần MC ấy. tinh tấn mà mặc... Ấy, em nói rồi. có nghe, vẫn nghe À chị Vân rồi, Lê em nói lại sao? về cái phần MC cái gì. MC với truyền thông ấy thì mình cho nhà nào? Để mọi người còn chuẩn bị, còn nhận luôn. Một nhà riêng đi. Thực Một ra nhà là cái làm phần MC và chuyển truyền thông luôn đi. Phải một nhà riêng đấy. Cái MC cũng phải chọn người. Nhỉ? MC là nhà nhà điều phối thì Nhà bao điều phối phải có nhận về cái vấn đề MC. đấy chứ. Đúng rồi. Tức Điều là phối nào MC cũng và bao gồm truyền có thông luôn hả MC chị? với lại phụ trách về nội dung, rồi Vâng. dẫn dắt, rồi làm quan sát, rồi chụp ảnh ấy, thì mình nghĩ là một nhà luôn đi. Vâng. Thì cái Còn đâu? đấy để nhà mình Còn đi. đâu? Cái phần truyền thông sẽ đẩy cho nhà làm game đi. Làm game thì cũng không nặng vấn đề đấy. Không không có nhiều vấn đề lắm thì cái nhà làm truyền Đúng thông rồi, sẽ đẩy cho game. truyền thông đi, game show văn nghệ truyền thông đúng không? Và nó sẽ cùng liên quan đến hoạt động tâm pháp, sẽ đẩy về một nhà. Hết chưa? Hết rồi đúng không? Còn hoạt động gì không nhỉ? Đấy đi, cứ các cái hoạt động, các cái nhiệm vụ đấy lên trên nhóm để mọi người dễ hình dung ấy. Bởi vì nói xong rồi chị lại quên mất. Cái phần chia sẻ chuyển hóa là một nhà riêng đúng không ạ? Em nghe xong em quên mấy cái này rồi. Đúng rồi đấy. Chia sẻ chuyển hóa là một nhà. Cái phần này em nghĩ là nhà em được, bởi vì có hai người hay ba người là đã từng tham gia rất là nhiều hành trình khác và thấy các bạn ấy cũng năng nổ ấy. Cái tuần em ốm em chẳng động gì mà thấy hình như toàn hò nhau tự làm. Đó Vâng ạ. thì đọc lên thì nhưng mà thế thì nhà nhà chị Vân sẽ nhận một phần đi, một phần lớn đi, một Đúc kết phần đi. chia chia sẻ Để chị đúc kết về cuốn Vân sách đúc kết Người đi Thầy hay là thì thông hợp qua lý buổi hơn. Zoom đi, nhận một phần lớn luôn đi, đừng nhận con ấy Và không, cái đấy là nữa. một phần đúng không? À, Chia sẻ chuyển hóa là chuyển một hóa cá phần. nhân là một phần đấy còn gì nữa, Là một phần. là một, là một nhà phụ trách vào cái mảng đấy, còn một nhà phụ trách về cái Về ổ sách, thế một nhà hai chia nhà sẻ về bảo. sự chuyển hóa của sau khi đọc học sách đấy, à sau khi học 3 tuần đấy, một Đúng nhà không là chị chuyển đâu hóa sau ý. khi học 3 tuần, một nhà chuyển hóa về sau khi đọc cuốn sách nhà À, tức là có hai phần, một nhà sẽ là đúc kết sách và Việt. một nhà sẽ là chuyển hóa. Đúng rồi. Đấy, là hai nhà, trong cái nhà phân tích đấy có hai nhà. Đúng rồi. Thì bây giờ em nghĩ nhà chị Vân mà tinh tấn thế thì nhà chị Vân nhận đúc kết sách đi. Tại vì học viên tinh tấn như thế. Không, nhưng mà em ấy nghĩ là chuyển hóa thì sẽ ok hơn, bởi vì như thế mọi người sẽ truyền được động lực hơn. Thế thì cho nhà chị Vân nhận nhà chuyển hóa đi, cho nhà chị Lan nhận nhà đúc kết sách này. Nhà chị Lan tuyệt vời quá, ốc mặt trời luôn, nhà gì đâu toàn hoa là hết rồi. Toàn quả chứ làm gì có hoa. À quên, Toàn ừ toàn hoa quả, họ quả, đang toàn đỉnh quả đang đỏ chứ. mà toàn quả chín thôi, Toàn quả đỏ thôi. chả có Nên là quả cho nào nhà kê chị, hương gì cả, có quả cho hương nhà thơm thì chị. anh em đỡ đỡ cảm thấy ganh tị. Không, quả hương, quả xanh cũng có đấy chị ạ, không phải Không đỏ. xanh nhưng mà xanh đấy nó có vẫn vẫn chưa khiến cho người ta cảm thấy bị ghê răng, độ chua chua nó không có mấy, nó vẫn có cái gì đấy ngọt ngào Vẫn hình thành quả là ngon rồi Gì nhỉ? đúng không chị? Cái chuyển hóa chỉ cần một nhà hả Linh ơi? Tại nhà chị cũng đang có mấy thành Nhà viên. là chia sẻ đúc kết sách đúng không? Quyển sách Thật này. ra em thích như thế này hơn này. Em thích sẽ một nhà chia sẻ về đúc kết sách. Cái này là chắc chắn là có. Một nhà nữa là chia sẻ về chuyện chuyển hóa thông qua các buổi học Zoom. Ví dụ như buổi Zoom sáng nay về bốn cách thu phục lòng người đấy. Thì ở cái buổi Zoom đấy mọi người nhận được cái giá trị gì, mọi người ứng dụng được như thế nào vào trong cuộc sống, mọi người sẽ chỉ chọn lọc ra một hai một vài cái buổi Zoom mà mọi người cảm thấy tâm đắc nhất ấy, xong rồi mọi người chia sẻ cái sự chuyển hóa thông qua cái buổi Zoom đấy. Đấy là một nhà phụ trách về buổi Zoom và một nhà phụ trách về đúc kết sách. Còn đâu cái sự mà chia sẻ cảm nhận của học viên ấy thì hiện nay em muốn nhận những học viên tinh tấn của những cái nhà bất kỳ đó, chứ không phải Nhưng là nó sẽ có đè ba lên cái một. nội dung, Đúng ba rồi, nội dung mình đầu sẽ tư về không, cái chuyển hóa nhưng mà chung cái đấy phần mà đúng chia sẻ cảm nhận ý, thì mình sẽ không đặt nặng lên một nhà nào đấy. Ví dụ như nhà chị Hoa điều phối đi, nhưng mà nhà chị Hoa có một học viên rất là tinh tấn chẳng hạn như thế, thì cũng có thể mời họ lên chia sẻ về cái cảm nhận của họ khi tham gia hành trình được. Chứ không, cái này là mình không đè vào một nhà nào đấy, mà bởi vì cái chia sẻ cảm nhận này chỉ rất là đơn giản thôi. Họ chỉ hỏi lên, họ nói rất là đơn thuần về một vài những cái nội dung cơ bản thôi, chứ không phải xoáy sâu vào là à thông qua cuốn sách Người Thầy tôi đọc được như thế này, hay là thông qua cái buổi Zoom ngày hôm nay tôi đã có những cái bài học như thế này, mà chỉ là cảm nhận của họ thôi. Thì cái này xuất phát từ những cái cảm nhận cá nhân rất là riêng lẻ.
mà không cần phải thông qua một cái buổi học cụ thể nào đấy. Đó, nên là cái này là Nói em muốn nhắc chung ở một vài những cái học viên tinh tấn từ các nhà luôn, chứ không phải một nhà. Ví dụ mà cái thời gian, cái thời lượng của mình cho phép ấy, mình hoàn toàn có thể nhặt 2 đến 3 nhà, mỗi nhà một học viên để chia sẻ cảm nhận được, không có vấn đề gì cả. Đó, nên là em muốn tách biệt cái này ra khỏi, nên là em sẽ để như kiểu chị Vân ấy, nhà chị Vân cũng rất là ok, thì để mọi người chia sẻ về cái cảm một nhận buổi Zoom. về một buổi Zoom nào đấy đó. Còn ở nhà chị Lan thì sẽ là về cái phần đọc sách của cuốn sách Người Thầy Cho đó. nhà chị đăng ký cái chia sẻ chuyển hóa ấy, khi tham gia hành trình ấy. Chị Hà ơi, chị Hà ơi, nhà mình nhận phần đấy được không? Em thấy anh Hùng ấy chia sẻ cái phần chuyển hóa khi tham gia hành trình được đấy. Anh Thế thì Hùng cho nhà chị Huyền làm đúc kết. ấy. Được. Đúc kết Thế á? thì cái Ừ. phần cái Không, cho cái em phần chuyển có ý hóa cơ kiến về mà. phần mà Nhà cái nhà phần Vân, nhà Vân có học sinh thì mà tham gia, có nhiều học viên tham gia các cái hành trình rồi, thì để nhà Vân chia sẻ cái phần chuyển hóa cá nhân đi. không, nhưng mà ý em là cái phần chuyển hóa cá Tức là nhân mình một sẽ cũng được, không chiều không đè nhà lên một một nhà nào cả, mà mấy phần người chuyển đều hóa được, cá ví nhân dụ đấy là ba người chẳng hạn, mình đúng nhặt không? ngẫu nhiên, chứ bây giờ mình không đè vào một Vâng. nhà, bởi vì nếu mà đè vào một nhà nó sẽ thành 6 phần. Đâu thì mình Mình sẽ đã có 5 người, mình chỉ Linh cần cái phần chuyển hóa ấy, bạn Minh nhà mình chính là bạn chuyển hóa cái quyển Người Thầy đó bạn ấy. đó thì cái phần chuyển Nhà hóa mình này ít này thì em mình chỉ được một bạn Minh thôi. đấy, thì em bảo là phần chuyển hóa này là mình nhặt mỗi nhà, có thể là mình nhặt mỗi nhà ngẫu nhiên ấy, chứ không đè vào một nhà nào đó bắt buộc phải có thành viên chuyển Vậy hóa bây giờ đăng ký luôn. Bây giờ đăng đó. ký luôn Thì nhỉ? nhưng mà cái phần này phần đăng ký riêng nha, còn nhiệm vụ của nhà đấy là vẫn phải hoàn thành Ừ đúng rồi. Chị đó. Hà, nhận cho anh Hùng được không? Em thấy anh Hùng chuyển hóa đấy. Anh ấy đợt này anh còn tham gia xem cả mấy cái talk show bên Xuyên Việt đấy. Anh Hùng Đó. ấy. Còn Ừ. đâu, còn đâu, ví ví Đấy, dụ như thì nhà em để mình anh chị Hùng em nhắn Thảo lại. thì mình cũng có thể đăng ký cho Minh chia sẻ với phần đó, bởi vì thật ra nhà mình vào chia sẻ với đúc kết sách cũng không 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 có nhiều thành viên để xây dựng cả một hệ thống hay là về Zoom gì đó, thì mình cũng có thể đăng ký cho Minh cái phần đấy đấy. Ngoài ra thì đương nhiên là mình vẫn phải có những cái nhiệm vụ để hoàn thành, ví dụ như là nhà 10 nhân lực có hạn thì chắc là xin làm game show chẳng hạn như thế đó, bởi vì thực chất là nhà 10 cũng còn có 3 4 thành viên hoạt động thôi. Thì đó thì sẽ còn một nhà nữa, nhà chị Bình là nhà nào, chị Bình là nhà ai? Nhà chị Nhà Lan. chín, nhà chị, nhà chị Lan. À, chị Bình là nhà chị Ừ. Lan à? Đúc kết sách Thế là thì nhà chỉ nào còn đấy? nhà chị Huyền. Linh Linh chốt Đúc lại kết đúc kết sách là sách là nhà nhà chị nào? Lan, Nhà chín, đúc kết sách là đúc nhà kết sách chị là chín đó, Lan, chị đúc Lan. đúc kết một buổi Zoom là nhà chị Vân, Chị Vân. điều phối chính là nhà chị Hoa, Chị nhà Vân phần em chắc 6 là nhỉ? nhận cái phần nhẹ nhàng nhất đó là game show văn nghệ thôi. Nhưng mà cái phần Còn em đâu với chị Duyên là nhà chung 6, và cái phần phần thứ hai ấy. Chia sẻ buổi Zoom ấy. Đấy. còn đâu cái phần còn đâu một phần Còn nữa đó là phần là đúc đúc kết. kết cuối buổi cũng như là đưa ra hành động tiếp theo, thì chắc là nhờ nhà chị Huyền nhé, nhà 7 nhà chị Huyền. Chia sẻ buổi Zoom là nhà nhà Vân đúng không? Vân. Dạ. Nhà Nhà Vân. 6 Vân gọi Duyên. là Chị nhà đúc chị kết cũng Vân được. Duyên. Nhà 10. Chuyển hóa cá Có bên nhân nhà có 7. ai Nhà không? mình Có có 7. chuyển hóa cá nhân có ai không? Chuyển hóa cá nhân thì sẽ là một anh nhà chị Huyền, Em đăng một ký anh em Hùng nhà nhà em, 7. nhà Huyền. Thêm một người nữa đi, cho một người nữa đi. Nhà mình Chị nhà mình Loan, cũng đăng ký chị chị Loan. Lan nhỉ, nhà mình cũng đăng ký cho một thành viên chia sẻ đi, Ờ. để kiểu như là truyền cảm hứng ấy, Thế là bởi 5 vì nhà mỗi là nhà một người à? thì Cái phần đấy chuyển hóa cá xem nhân timeline. là chuyện mình nói lại một chút nhé. Chuyển hóa cá nhân là nhà Huyền này, nhà ai nữa ạ? Nhà Nhà 10, em, không 9 nhà ạ, 10, nhà 9 ạ, nhà 7, nhà 9, 9. nhà 10 đúng không? Và nếu mà ngân lực thời gian có ok mà mỗi người mà chia sẻ khoảng 2 đến 3 phút thì mình để 5 nhà 5 người cũng không sao. Rồi Em nghĩ là ok. thế. Đúc kết sách thì Có năm nên là phút nhà đấy Lan đúng Linh không? à, cũng phải ít Đúc. nhất 5 phút đấy, 2 phút không nói được Đó. gì đâu, Đúc kết sách nhà mình phải Lan xác đúng định là phải không? 5 phút Vâng, cá nhân. đúc Được, kết sách nhà chị Lan. đúc kết chia sẻ buổi Zoom là nhà Vân đúng không? Nhà Vân, nhà chị Rồi Vân, ok, vâng. nhà Nhà chị 6, Sáu. nhà 6. Rồi. Thế là phân chia đủ vai trò rồi đấy. Chị hỏi lại cái Linh ơi, cái nhà đúc Dạ. kết mà nhà chị nhận nhiệm vụ thì là tương tác trên khung chat, ví dụ là khách mời hay ban tổ chức nào vào thì mình mời chào đúng không? Ở trên khung Đấy đó, chat đúng không? đó. Đó, nhà Xong đúc kết rồi. sẽ có một số những cái vai trò như là đẩy tương tác ở khung chat, ví dụ như là ví dụ mà sau khi mà nhà chị Lan mà chia sẻ xong cái phần mà
đúc kết tặng sách. hoa nhất đấy đúng Mà chị thấy cái phần má chát nó im lặng quá thì nhà mình cứ thả bông thả hoa tung tóe lên loè loẹt lên, xong rồi mình có thể thêm mấy cái câu ôi tuyệt vời quá, các kiểu, kiểu như thế đấy. không? kiểu, Thế còn kiểu thì tổng chắc tổng là kết hôm đấy là mình sẽ phải soạn sao sẵn một loạt các cái câu khen ngợi để trên thả trên trên Zoom nhà trên Zalo nhà mình, như xịn xong rồi mình chỉ bê ra mình nhét vào đấy cho nhanh. lúc đấy mà bí tổng từ quá là ngồi nghĩ mãi không ra đâu đấy, xong mình cứ đấy vào đây mình bê ra xong mình thả đó. vô chat đấy, thế là xong. Chị Huyền ơi, Còn còn một phần nữa đó là tổng khi kết mà đấy. cuối buổi thì mình cũng đưa đưa ra tóm lại, ví dụ như kiểu là tóm lại thông qua cái buổi Zoom ngày hôm nay chúng ta đã nhận được rất là nhiều những cái bài học giá trị, ví dụ như là phần chia sẻ của anh A, anh B, anh C gì đấy đấy, xong là cùng sau đó là sau đây là chúng ta cùng đưa ra cái hành động tiếp theo như thế này đó, như thế này như thế này như thế kia đấy, đấy là của nhà chị. Hành động tiếp theo là gì? Đấy, ví dụ như thế nhà chị phải xây dựng thì hỏi mày nó tiếp theo là gì. Tôi tưởng cái này phải thống nhất cả xóm chứ. Xóm chứ nhé. Ví dụ như Là là phải hành động thống tiếp nhất theo xóm đi. là sẽ tiến tới xây dựng, chắc là phải xây dựng hai tác sâu cho xóm, Đúng sau đó rồi, thì mới đưa về văn các hóa nhà đọc. được. Đúng rồi, xong Mình là bây giờ sẽ tiếp là theo hành động tiếp, xây dựng thêm một cái tác sâu nữa thêm cho một cái tác sâu tháng nữa. 4. Xong là À, tích tháng 5. tích cực tương tác hoạt động ở trên nhóm Zalo xóm kiểu kiểu như thế đấy, mình kiểu mình vạch ra mấy cái ý hoa hỏe hoa sói ra đấy thôi, nhưng mà những cái hành động nó thiết thực một tí mà mình vẫn có thể hành động được chứ, mà vạch ra xong để đấy thì chết Rồi sao cái này chị không? đấy. Cái trong trong cái buổi mà chia sẻ đấy thì trong cái buổi talk show đấy theo theo mình thì có khi là mình sẽ phải tuyên dương một số học viên mà có cái bài tập chất lượng, hay là học viên mà tích cực tương tác trên nhà lên nhỉ? Thôi chị ơi Được, dài các lắm. chị thích. Nhưng mà sợ dài. Đang có những cái trên rồi không là thành bị nhiều quá, nhiều mục quá đấy. Ừ, thế Thế ra là là bực một luôn. mình sẽ cái khung timeline em sẽ nghĩ là em nghĩ là mình sẽ tổ chức vào buổi tối, hay các chị thích vào buổi sáng? Buổi tối rồi. Buổi sáng Tối không vào mấy tối đâu. Ừ, buổi sáng tối á. mọi người cũng bận rộn đấy. thế thì mình sẽ như kiểu tổ chức từ 7:30 đến 10 giờ ấy. Thời gian buổi tối sẽ nhiều hơn buổi sáng thì cái khung của mình nó sẽ linh hoạt hơn. Thì ví dụ Từ như thứ bảy kiểu đi. em cũng phải vạch sẵn cái Thứ timeline bảy. còn mà, thì Từ thứ sẽ bảy đúng là không mọi người? thì còn mỗi tối thứ bảy thôi. từ từ Tối 10 tối đến thứ thứ tư thì phụng sự, tối thứ sáu thì có lại Zoom kia làm rồi rồi, sâu. tối chủ nhật thì lại cái gì kia rồi, còn mỗi tối thứ Tối thứ bảy. bảy thôi, tối thứ bảy em Tối thứ thấy là bảy hợp thôi. lý Thứ nhất ba rồi. thì nhà mình họp rồi, tối thứ hai là mình mới đọc sách hết rồi, còn mỗi tối thứ bảy. 19:15 đến 19:30 là ổn định Zoom đầu Thế thì giờ bây âm giờ cái thầm phần còn lại là 19 cái phần giờ game với lại hoạt động 30. của văn nghệ thì sẽ tiếp tục là như thế nào mọi người ơi? Ô, Nhà nhà điều 10 phối là nhà nhà 10 10 đấy? nhận. Linh, nhà điều phối Dạ. ấy, là Nhà nhà điều nào phối đấy? nhà 8 là chị Hoa. Là chị Hoa. Ok. Game, phần game. Nhà chị Phần Thảo, game nhà Linh. em nhận cho nhà 10 đi, nhà 10 không còn cái gì có thể làm nữa rồi, nhận game đi. Nhà game của Linh thì định là ý tưởng là như thế nào? Ô mình chơi trên Chơi trong sách PowerPoint đuổi hình bắt chữ các thứ đấy, xong rồi để tăng tương tác ở nhóm ở khung chat thôi chị. kiếm cái đồ cái ứng dụng khác cho nó Nhưng mà em thử rồi một số những cái như kiểu là quiz hay là một số những cái mà để mọi người vào một cái ứng dụng khác để vào link ra trò chơi ấy, thì thường mọi người chơi xong là mất hút mất là hút cái thứ đấy. nhất. Cái thứ hai là khi mà mọi người nhiều người đã không sẵn hai thiết bị đâu, nên là khi mà mọi người qua cái phần mềm kia chơi ấy, là mọi người có thể out zoom hoặc là dừng hẳn zoom, nên là những cái tương tác ở trên zoom nó gần như nó bị biến mất tại cái thời điểm đó, nên là để mà tăng tương tác mạnh nhất ấy, chỉ có hoạt động chơi trực tiếp trên zoom thôi, Tất mình rồi sẽ không rồi, sử game dụng phần game thì mềm phải thứ có quà ba. tặng chứ. Đúng rồi, game phải À, có quà tặng. Linh ơi, có cái game gì mà mọi người trước bảo là tất cả đều cùng chơi xong bắt đầu chọn ra ai là trả lời nhiều đúng nhiều nhất và nhanh nhất ấy. Đấy, có cái trò chơi nào như thế nhỉ? Hình như là khóa trước mình có nhưng mà chị cũng không biết là. Trò chơi Để nào đấy thì nhất là sẽ như chơi nào? Phần mềm thứ tất cả đều ba cùng chơi chơi được. Tất cả đều cùng chơi được luôn trong Zoom, xong rồi
cũng là trả lời các câu hỏi ấy, xong cuối cùng chọn ra là ai là trả lời được nhanh nhất và nhiều nhất đấy. Ô chữ à? Đoán ô chữ à? Chỉ có chơi mấy À cái không, trò cái như đấy kiểu là là đố quiz hình đấy. bắt chữ, giải ô, à giải chữ, hoặc là chơi game thẻ nhân quả. Ngày xưa ngày trước bây giờ thì cái đấy thì mình phải hỏi lại, nhưng mà cái ứng dụng đấy nó rất là hay, nó chơi chơi trực tiếp trong Zoom luôn. Thì cái đợt mà bọn mình dạy dạy Zoom ấy thì là bọn mình có một cái ứng dụng đấy là cái phần của ClapBoy. ClapBoy thì nó có, nếu mà mua bản quyền thì nó chơi không giới hạn, tức là bao nhiêu người cũng được và chơi trực tiếp luôn. Cái đấy cũng, ứng dụng của nó rất là hay. Nó thiết kế dưới dạng PowerPoint ấy. Thế nhưng mà nó linh hoạt hơn PowerPoint, có nghĩa là mình vào chơi trực tiếp và nó có kết quả trực tiếp của từng người một luôn. Ví dụ đưa ra một câu hỏi là cái từ khóa cho cái hành trình kiến tạo văn hóa đọc chẳng hạn, thì mọi người sẽ đưa ra các từ, ví dụ có người đưa ra là ban phụng sự này, có người đưa ra kiến tạo này, có người đưa ra là văn hóa này, có người đưa ra là họp chẳng hạn, thì cái từ nào mà cái từ mà người ta đưa ra nhiều nhất thì nó sẽ to nhất, và cái từ nào đưa ra ít nhất thì nó sẽ bé nhất. Cái ứng dụng này nó rất là hay, nếu mà nhưng mà lâu rồi mình không dùng cái đó thì mình để mình hỏi xem ai có cái tài khoản đấy, mình nếu mà mượn được thì mình sẽ nhận phần đó, mình sẽ hướng dẫn mọi người phần đó, còn nếu không thì tính ra hướng khác. Còn nếu không thì chơi, mình thấy bamboo cũng được mà. Bamboo là chơi theo cái kiểu bamboo hoặc là Cradle, mình thấy cũng hay, nhiều ứng dụng hay. Nhưng mà nếu như Lan nói là, à như Linh nói là sợ sau khi chơi xong họ out ra khỏi Zoom, thì nhưng cái đấy thì mình thấy nó chơi nó sẽ thay đổi. Mà em đang thắc mắc là sao lại out ra khỏi Zoom nhỉ? Chơi Mình thì cũng chưa hiểu là nó chỉ ra kiểu ấn vào gì. link mà. Chơi cái quýt quýt ấy là ấn vào link mà. Nhưng mà khi mà mọi người có những cái người mà không sử dụng, ví dụ mà dùng trên điện thoại nhá, là khi click vào cái đấy là màn Zoom nó sẽ bị biến mất, Nó dễ dễ bị kiểu họ nhấn sẽ không, vào. ý là khi mà mình chơi game ấy là mình tăng sự tương tác giữa các học viên với nhau, giữa học viên và khách mời các thứ, chủ là tăng cái sự tương tác, cái sự tích cực tương tác hơn, cái sự sôi động hơn. Thì khi mà mình sử dụng cái phần mềm thứ ba ấy thì mọi người sẽ tập trung chơi game, mọi người sẽ không còn tập trung vào cái màn hình Zoom của mình nữa này này, nên là cứ phận ai người đấy chơi, phận ai người đấy chơi chơi, ví dụ như là chơi trên quiz nhé, chỉ cứ trả lời hết câu hỏi hết lượt xong mọi người mới quay trở lại Zoom hoặc gì đó, chứ Ừ, kiểu đúng rồi. là đó thì Không cái không, khoảng thời gian chỉ cắt ngang một chút. Thế nếu mà thế thì mình sẽ không chơi quizy. Vì chơi quizy là đó. chơi theo cái kiểu là chơi cuốn cuốn chiếu, tức là anh cứ hết câu 1 đến sang câu 2 thì mình sẽ chơi theo ví dụ như là bamboo chẳng hạn này, hoặc là Kahoot này chẳng hạn. Thì nó sẽ chơi theo kiểu là hiệu lệnh của mình. Tức là sau khi đưa ra câu hỏi thứ nhất, anh ra đáp án, anh chọn đáp án luôn. Đáp án xong thì mình sẽ đối chiếu đáp án đúng sai, lúc đó thì mình sẽ có sự tương tác. Tương tác xong rồi mình chuyển tiếp sang câu hỏi thứ hai, lúc đấy họ mới chơi tiếp. Thì ở trên đó nó cũng sẽ hiện luôn cái kết quả là ai là người ra đầu, ai là người ra kết quả đầu tiên, mà kết quả đấy đúng ấy. Ai là người đầu tiên và ai là người thứ hai, nó có sẽ số thứ tự luôn. Thì cái đấy mình thấy là nó chơi từng phần một, từng nội dung một, và Thế xét thì một nội chơi, dung là mình tương tác được với học thế viên. chơi trên Kahoot cũng được. Kahoot hoặc Thế là thì Bamboo cũng được đấy. chị xong, thế thì chơi cái đấy thì xong, chị Hoa vào bên Linh vào là hướng dẫn cho cả đội mình luôn, để sau mình còn ứng dụng về nhà mình làm, tại vì bọn em cũng không biết cái đấy đâu, game trước là em chưa cái biết làm đấy cái sao. đấy hay, cái đấy chơi thì mình thấy là nó hay hơn. Đấy, Ví dụ như chẳng em hạn, cũng sẽ. chứ Kahoot chẳng hạn nhé, Kahoot hoặc là Bamboo chẳng hạn, thì nó lại còn thiết kế được cả âm thanh. Ví dụ như mình sẽ lấy một cái đoạn nhạc trong một cái bài hát nào đấy, thế sau đó mình cho họ nghe nhạc xong thì yêu cầu họ đoán tên bài hát đấy là cái gì chẳng hạn đấy. Ờ, hay đấy, cái chị hay đấy chị. Hoặc là cho hình ảnh xong rồi đoán nội dung. Nó có nhiều cái, nhiều hình thức. Nhiều Ok hình chị. thức hơn so với là quy quy là phải có bản quyền. Có bản quyền thì mới thiết kế được các cái hình ảnh hoặc là âm thanh. Nhưng còn Kahoot hoặc Bamboo thì nó lại không cần. Mà nó vẫn thiết kế được hình ảnh âm thanh cho mình. Thì nó sẽ sinh động hơn so với việc là cứ làm mỗi bài tập xong thoát đi cho đi. Quy thì bây giờ nó nhàn rồi.
cứ gì lớp mình cho làm bài tập xong cho ôn thi cho làm bài tập, bây giờ lỗ chán rồi. Thì đấy, cái phần đấy mình sẽ nghiên cứu thêm. Nhưng bây giờ quan trọng là cái nội dung, mình phải nghiên cứu cái nội dung. Nội dung là cái gì? Câu 1 sẽ có những câu hỏi là cái gì? Nội dung đáp án ra làm sao là mình phải có phương án cụ thể luôn. Để Thế khi thì thi cho cứ để trường. nhà 10 làm thì chị Hoa sẽ hỗ trợ đúng không Linh? Đúng chưa? Linh ơi. Linh đang Linh Linh Có, chị Hoa nghĩ phải hỗ gì? trợ bởi vì chị Hoa đưa ra rất là nhiều ý tưởng game, chứ thực chất là bởi vì Ý là nội dung thì là nội dung thì vẫn là ý nhà là mình phải đưa ra, đúng xong chị Hoa rồi, sẽ nội hướng dung dẫn nhà 10 đấy. sẽ cố gắng đưa Ừ, ra, còn đó hai nhà kết hợp. chị Hoa sẽ hỗ trợ em về phần kỹ Hai nhà thuật kết với phần hợp. hình thức Ừ, đúng rồi. rồi đó, Thế còn nó nội dung thì nhà 10 sẽ cố gắng đưa ừ. ra. Thế Rồi, là nhưng cứ mà nhà sẽ 10 chuẩn bị cộng cái nhà nội 8. dung. Mà Kiếm ok. mấy cái nội dung khó khó để kiếm khó đấy giải nhỉ. Do họ dinh học viên nắc À đầu còn đấy. quà tặng nữa. Bây giờ phần quà tặng nữa thì là mình À, từ làm từ luôn đã, này. khoan, từ từ quả cái gì, game đã xong bây giờ kiếm ông văn nghệ đã. Thì lúc phần quà tặng luôn là nhưng phần mà game đấy. nhưng mà văn nghệ này thì phải phải đến bữa nào mà phải 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 triển khai cái cách nhà để xem nhà nào có cây văn nghệ để mời lên chứ. Chứ bây giờ mấy chị em mình ngồi đây, ví dụ chị Hoa có biết nhà chị Hoa là ai hát hay không? Có. À có. Ừ. Đấy, ví dụ nhà chị Tương Huyền thì lai biết làm ai gì hát tìm hay ra. không? Nhà mình làm gì có ai chị hả? Chưa Cái thấy lộ, chưa thấy lộ lộ về văn nghệ. này mình phải Cái cứ buổi thuê hôm này nhà chắc để chắn là xem người mọi người ta. còn còn rụt rè đấy, mọi người chắc chắc không dám hát đâu, có đọc thơ thì họ đọc thôi. À, em bảo đọc thơ đi, không văn nghệ thì đọc thơ. Đấy. Đọc thơ. Thơ Còn cũng được. bên bên nhà Thảo sẽ phải có một bài thơ mở màn. Chị Hoa đang dí dí phụng sự viên đấy. Dí nhà em. Làm gì có ai làm thơ mà Không chị không dí. có phụng sự viên làm, à không có học viên thì phụng Chị sự Thảo viên làm làm thơ đi. còn gì nữa. Em hình như cái mạch thơ của em nó bị tắc rồi bác ạ. Lại Tắc chị thì bây rời giờ rời khơi nhà thông nữa tám là ra tác làm cả chị. nào phải làm. Không viết được 10 câu thì viết được 3 câu, kệ Hà Thảo. Đó, tóm lại tớ ghi thơ là Thảo rồi. À. Thảo. Thảo thở thơ. Thảo thả thơ đấy. Dĩ kinh. Chị Hoa gì khác không có gì, chị Hoài gì chị Hoa chị hiểu không? Nó kiểu tính di truyền đấy, giống như mình học Em cũng ấy còn chưa biết là chị Duyên có hát hay không đây này. ở phần Tự miền sông dí kinh. nhiên Duyên chắc hát được đấy. đấy, chị im im này chắc hát được đấy chị. Nghe thấy gì chưa mà cứ ngồi Duyên Hà ngày hát ngày đi hay ngủ. mà, Hà hát hay phết đấy. Đấy, chị Hà nữa. Em còn chưa phát hiện ra đâu. Em chỉ hát karaoke được thôi. Karaoke có Wow, duyên cái đấy, rồi duyên karaoke. karaoke. Đấy. Karaoke sẽ chọn bài Nhưng hát mà karaoke. Duyên hát bài chị ơi, về hôm nhạc đấy nhạc gì, không nhạc có đỏ, nhạc. nhạc xanh hay nhạc trẻ, nhạc vàng hay là bolero? Deadline là bao giờ chị nhỉ? Hết tuần sau. Cuối tuần sau. Tuần sau mình có làm kịp không? Bao giờ nhỉ? Deadline là bao giờ nhỉ? Em nghĩ rằng là khi mà chủ nhật tuần này ấy, thì ban tổ chức mới bắt đầu công bố với học viên đúng không? Thì chắc phải có khoảng 2 tuần để bắt đầu triển khai. Sao hôm trước thấy chị Huyền bảo tuần thứ tư nhỉ? Tuần tư mà, Tháng tuần sắp sau sao? mà. Nhờ. Tuần Thế tới thì nó thế triển chưa khai thông. dần rồi Ừ, mà. nhưng Nhưng mà mà chưa chưa thông thông báo báo gì. gì. Chị Huyền bảo là chưa nên nói đúng không? Chưa nên nói với học Rồi. viên đúng không? Không, mình chỉ tổ chức để cho mọi người làm quen thôi. Như các nhà ở các xóm kia là họ làm để cho học viên làm quen với cái từng từng talk show một thôi. Thì mình thấy là họ đã làm được đâu hình như là 1 2 buổi rồi đấy. Thì bây giờ Làm mình quen cứ còn chưa làm là phải mình là cái chia xóm sẻ văn cả hóa xóm mình đọc thôi, mình chưa nói là về cái kia, đúng mình chỉ không? nói. Chưa 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 phải là xóm văn hóa đọc mà là mình làm tiểu thư, à, kiểu gần như là mình tự làm đúng không chị Ừ, Hoa? đúng rồi. Mình chỉ làm một tổ một một cái tuần buổi sau tuần sau thóc có sâu kịp không thôi. nhỉ mọi người, tuần sau có kịp không? Mà làm sao phải làm thử thế để lúc nào thật luôn, đã mất thời gian cứ tuần nọ tuần kia. Mình Hay tuần sau làm luôn. hôm nay là thứ tư rồi bà con ạ, mai thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật tuần này không kịp. Thôi để sang, có nghĩa là mình sẽ chuẩn bị từ giờ cho đến thứ bảy tuần sau nhé. Thứ bảy tuần sau thì mình có tổ chức được không?
phải Được. trước thứ bảy phải có một buổi chạy thử. À chạy thử là thì là chạy thử là trong cái nhóm phụng sự với lại cái bên chỗ trưởng nhà phó Ban nhà tổ đúng không? chức. Vâng, đúng rồi. Thì mình sẽ có một buổi đấy thôi, mình còn một buổi nữa họp cùng với đại học viên nữa mà, à, họp cùng với lại trưởng phó nhà nữa cơ mà. Thì cái Thế hôm bây mình giờ phải họp chốt thử luôn đấy là là mình buổi chạy luôn chương thử. trình đi. Vâng, thì phải chốt luôn là thứ mấy ấy chị? Thứ bảy là làm thật rồi. Thì Thứ thứ bảy tuần năm đi sau là gọi làm nhờ, thật. thứ năm được không? Thứ năm nhá nhỉ. Thứ năm Năm có ai thì bận cái em gì được không? không? Thứ năm đấy em được. Kiểu Năm buổi như tối hả chị? Thứ năm tuần sau là tối. mình chạy thử được không? Buổi tối hay Thứ buổi năm sáng hả tuần sau chị? thì em Tối hay bận. Sáng Sáng rồi. hả chị? Mọi người cho ý kiến Buổi thêm sáng hay tối. buổi tối thì nhà em họp hiểu thương thứ năm hàng tuần. Thế thì phải sang buổi sáng à? Năm là nhà em dụ bố. Sáng Em mà. phải đi. Vâng. Sáng sớm là bận rồi. Thế thì Tối là mình sẽ vào sáng thứ tối thì có tư về đi. kịp không chị nào? Tối như Tối nhà tối. nhà họ nhà mình đang họp tiểu thương rồi. Luôn luôn vào. Thì mình lại đổi lịch đi Bình. Đổi đi À, tiểu thương. mình cho luôn học viên nhà mình vào họp Thì là học hiểu thương mở rộng. nhà mình đông Ơ, không từ từ chị Hoa, chị là Hà chuẩn bị ao rồi, đang nói lốt là chị Hà có đăng ký cái văn nghệ không? Để cho chị Hà còn ao nào. Chị ao bây giờ đấy. Cười. Hà hát bolero còn Chị gì. Hà Chị Hà hát cái bài hiểu hát và thương ấy. bao giờ đâu mà vẫn không Nghe xong nó không hát biết. hay đến gì. Ôi trời ơi, hát mấy bài trẻ con mà chị. À thì bà trẻ con cũng được. Vui nhé, được anh. Rồi, bé bé bồng bông em. Ok Bé nhé. được rồi, cậu hát bài đấy đi, xong cả nhà chúng tớ Lượt. sẽ vô tay đệm đệm theo cùng. Ok, hát. Còn Hát đâu em phụ trách gì? quà cho. Còn đâu em phụ trách Này, quà. hát Hà nhá. Ôi Hà hát tìm bài gì? ca sĩ nào hay gì. Hà với Duyên chuyên hát karaoke bài gì đây? Em bảo có Có nhạc nhạc đâu. Chị Duyên ạ, à, không không? có nhạc đâu nhá. Có Ví, ví. nhạc là không nghe thấy đâu. Có nhạc khác phải chuẩn bị chứ, tớ khác phải chuẩn bị chứ. Nhưng mà không không nó qua Zoom nó không truyền được. Nó xong chị bị đứng rồi. Có đợt trước, có đợt trước tớ Có làm à? tớ hát qua ấy rồi, hát qua cái lần À thế ạ. cái gì nhỉ, hát qua Nhà rồi. em hát bị mất hết tiếng. Chị chuyên nghiệp Mất hơn, hết tiếng chị là chuyên do nghiệp chuyên nghiệp rồi. chia sẻ, chưa chưa Chuyên có nghiệp còn chia sẻ âm thanh, tóm lại là chưa chuyên nghiệp như Duyên rồi. Tóm lại rồi, Duyên, Hà tóm và lại là Duyên, có Duyên tự chuẩn chọn nhạc đi nhá. ưu tiên học viên nhá. Chưa chưa Em vừa học mà. À em không, cái vừa buổi đầu hôm nay là à buổi đầu. học phụng sự làm mẫu. À rồi ok chị. Hôm sau là của học Không viên. nhận luôn tách quà cho nữa. Ok, rồi đấy, Duyên đã nhận món quà rồi, quà. Vâng, em sẽ tặng, mình sẽ tặng, em đặt cuốn sách ngày thầy, em tặng tặng đây mới món mới mọn gì mấy phần quà đấy chị. Bây giờ phải phụ Ồ. thuộc vào cái game của mình là có bao nhiêu. Thế mình phải bàn về cái đấy chị. Game Mình chọn của sách bên khác chị nhà Linh ơi. là định thiết Chọn kế sách là khác bao đi nhiêu? chị. Bởi vì sách này mọi người đều mua trong hành trình. Đúng Ừ. rồi. Bây giờ thì mọi người để chọn đầu sách đi ạ. Trí Em tuệ nghĩ cũng được. là mỗi người góp một quyển, một cuốn phụng sự nhà mình đây này. Thừa thì mình lại dùng thóc sâu sau. Đúng không? Ừ. Nhưng mà Nhập. mình phải chọn sách trước đã chứ ạ. Không Được. cần. Bây giờ Trước mắt một là sự mình tổng hợp. gì đi, kêu Tổng gọi hợp. tài trợ sách, mỗi người ủng hộ một quyển hai quyển là xong. Mỗi người mình làm một quyển xong mình sẽ ghi lên danh sách đúng không? Chỉ cần ghi tên quyển sách hoặc ai cẩn thận thì chụp một cái ảnh bên cạnh đấy. Thế thế xong rồi mình đến lúc mình làm mình nhặt quyển nào ra, mình có bao nhiêu người, bây giờ là mình là 2 4 6 9 mà đã có 9 quyển rồi. Thừa. Thế thôi, nhiều rồi. Nhiều rồi. Mỗi nhà một 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 quyển. Nếu mỗi nhà một quyển, Nó chỉ quyển có thì nó ba sẽ giải, là nhất nhì ba thôi mà. thế mà nhiều thế. Thế thì là một mỗi nhà một quyển, thế thì hai cũng sự là một quyển đúng không? Nhiều quá thì đã bảo em cứ để em phụ trách quà chứ, cứ bảo mình chọn đầu sách này là sách gì đi Thôi ạ. tóm lại là Duyên phụ trách quà là ba cuốn rồi đúng không? Nhất nhì ba xong rồi Vâng, nhá. Ok, chỗ và Duyên. nhưng cái cơ bản là phải sách gì để em còn biết đường em lựa. Sách gì cũng được, miễn là hay. Thế chứ ạ. Thế thì em mới bảo là ai có sách gì tặng Đây, cũng được, thì đến lúc tặng thì chị người nào có người Duyên có đấy thích tặng. thì em gửi.
Cho Đấy. chị cái list đầu sách tinh hoa đấy, chị bốc một quyển bất kỳ chị tặng là được. Tìm chứ bên này phải tìm tìm mua. À Mua nhưng trong mà cái ba bãi quyển shop của khác thầy nhau nhiều. đi, giải nhất quyển dày dày hơn một tí chứ, giải nhì quyển mỏng mỏng hơn một tí, giải ba quyển mỏng mỏng hơn tí nữa. Chị vào BKE shop của thầy toàn sách tinh hoa, chị chọn cái nào cũng được. Vân BKE shop. nói, Vân bật mic lên, Vân cứ tắt mic đi xong Vân nói gì, Vân nói một mình à. Em bảo hai đứa nhà em Đấy, cho chị Duyên chọn nhá. Ba cuốn nhá, Ok. nhất nhì ba. Ok. Nhất Rồi. trí. Thế thì còn đâu rồi Gì Vân, cứ nữa thế phụ trách cho chị Vân nha. còn phụ trách gì nữa chị? Cứ phụ trách nhà, điều phối nhà cho chị để chị học. Thế là Duyên có hai nhiệm vụ, một là hát karaoke, hai là tặng, là chuẩn bị phần quà, xong. Em nhất Nhất trí. trí. Thảo là thở ra thơ là hai, Đấy. xong, thế là xong rồi đấy. Chị Đủ Thảo không nhỉ? đâu? Em mà không thơ thì em thử 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 chế tác lên lời cái bài hát nào xem. Thơ dẫn em cột cái thơ. Thế chị thơ đọc hay ghê này. À thế chị Thảo tự sáng tác đi, dựa trên nhạc một bài nào đấy xong mình thay lời vào ấy. Xem có cái bài nào không nhỉ, bài nào Thế là về cơ bản là ổn ổn rồi đấy nhở. Bộ, đó. Bây giờ còn thiết kế banner. chị nhận là gì nữa. Không, cái này em làm cho Banner là truyền thông cái mà, là là của nhà nào, nhà 18. Linh rồi, Nhà 10 đấy, nhà Linh này. cái này để em làm cho em làm một cái background giống đằng sau lưng của mình thôi, thế thôi, cái này để em làm. Chính xác. Theo mình thì lấy cái ví dụ như mình thấy là cái banner như của bên bên đọc sách sâu ấy, thì cái nền nó tối, nó là nền nó hơi thâm thẳm, hơi hơi tối tối một chút, thì khi mà cái mặt của mình vào nó sẽ làm sáng mặt lên. Thì mình khi mình thiết kế banner thì mình cố gắng tìm cái nền nào để nó làm cho cái mặt của học viên nó sáng lên, nó sẽ đẹp. Em thấy cái background của đọc sách xung nhà nó tối. Không, ý chị Nhìn đang kiểu như na ná như thế. Không, nhưng mà bên này nhìn nó cái background sáng. đấy nhìn thì tối, nhưng mà khi mà học viên cả mặc cái mặt mình đưa vào Nó cho nổi. đấy, mình thấy nó đẹp. Bây giờ tớ chuyển cho mọi người thử nhìn xem nó có ok không nhá. Đây là mình Không, thử. em thấy thế này là ok. Mặt mình đang này đang sáng này. Còn nó sang cái đọc sách show tự dưng nhiều khi thấy mình Đấy, tối. không tối lắm. Không, ý Tối chị đang tối nói lắm là chị ạ. tìm cái nền mà để là cho cái mặt của mình nó sáng lên đấy. Chứ Ừ, nếu nhưng mà mà mình chỉ chị vẫn vẫn còn tối. cái làn em thấy sợ ấy bạn. Không, nhưng ý chị đang nói là cái nền ấy nó để làm thế nào để cho cái mặt của người trong Zoom nó sáng lên ấy, nó xinh xinh lên một tí ấy. Nhưng mà Ý em là thấy chị cái vẫn đang tối. thì đương Nhưng mà nhiên khi nó ta có khoảng tối thì nó sáng. tối chứ Chị thấy là nó có cái bóng sáng nó xung quanh ấy, ý chị Hoa là như vậy. ví dụ như Em đang nhìn cái đâu. nền học định kỳ này là sáng này nhỉ. Nó Không, em sáng thấy quá, cái cái nền nền cũng đằng sáng sau nó mà. trắng quá, Cái nền nó định trắng kỳ thì nền khiến như cho của mặt chị mình Hoa thì không nổi. nó đơn giản ấy, nó đơn giản, nó sẽ kiểu như là tập trung vào mặt mình. Còn với cái nền định kỳ mà mình đang dùng ấy thì đằng sau có nhiều hình á, thì em thấy là nó hơi Của chị Hoa nó có hơi chiều xấu một sâu, tí. của chị Hoa nó có chiều sâu, xong nó lại có, nó như kiểu vầng quầng 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 ở quanh người ấy. Đấy. Đấy, em đang có Ý một là đống những cái màu background mình đằng làm sau nó em đơn sẽ giản. mở một lượt xong một cách chị chọn cho em một cái nhá, Ui để giời. em lấy màu. Màu này tối này. Không, em nhìn cái thiết kế của chỗ chị Hoa ổn, nhưng mà cái màu mình làm sáng hơn. Đúng rồi. Em cũng thấy thế. Mà nó không bị nhiều hình, nó không làm cho mình rối. Cái kia hơi chóe lên nhỉ. À? Này Úi giờ cái màu ấy được đấy, màu đấy phải có thêm mấy này hôm khẩu này nữa. màu đấy Không, làm ba 31 tháng 10. cái này á, cái này mà sử dụng cái background này của Linh thì kiểu gì anh em bay hết mơ màng. Như kiểu đi thám hiểm. Càng những cái màu sáng thì trong mặt lại càng tối đi ấy, Linh ạ. Nên đúng là theo chị Hoa là càng những cái nền tối ấy thì mặt mình lại sáng lên. Là em thấy cái của chị Hoa là nó có cái quầng ở đằng Cái sau ấy. Đấy, nó là cái quan trọng, cái quầng ấy. độ Như sâu cái trong quầng vàng dạng vàng ấy. 3D Đấy, đúng rồi, đúng rồi. Nó sâu sâu xuống thế là nó chỉ nó là hơi cái hình ảnh ấy thôi mà các chị, nó là cái hình ảnh bị giá sách chiều sâu ở đằng sau ấy, nó có một đúng cái rồi.
nó là một cái giá sách, nhưng bây giờ mình nếu mà mình thiết kế trên trên PowerPoint thì mình sẽ giảm cái độ sáng của ảnh đi cho nó phải, tức là cho màu chìm xuống một chút, đẩy phần sáng đi lên. Ý Hỏi. của mình là mình làm, tức là mình sẽ không có nhiều hình hình tiết phụ quá để cho cái nền nó sẽ khiến cho cái phần mặt mình nó tập trung hơn. Mình cũng Nó sẽ có loại hình ảnh cái giá sách nó sáng hơn đấy. Thế nên là cái hình ảnh giá sách nó tối thì nó có một loại hình ảnh giá giá sách nó sáng hơn. thì mình cứ thử thử thiết kế xem, vừa thiết kế xong thì vừa thử thử xem là cái nào nó hợp lý. Vâng. Em có thời gian em cứ làm khoảng chục cái khác nhau cho các chị chọn nhé. Ừ. Để nếu có thời Đầu gian này. thì À cuối và cùng chú ý nhá. À, Linh ơi, chú ý đến là tận thiết thứ kế bảy hai thứ cái nhá. sau luôn. Linh ơi, thiết kế hai mẫu nhá, một mẫu cho dùng cho máy tính, một mẫu dùng cho điện thoại. Được chị. Ơ sao lại bị phải thế hả chị Hoa? Một cái Tại thôi. vì điện thoại thì nó khi mà mình vào cái khung của máy tính vào thì nó bị cắt, nó bị hụt. Thế nếu mà mình thiết kế dùng cho điện thoại thì nó sẽ đủ cái khung, ví dụ chẳng hạn như của chị là đọc sách sâu đúng không, nếu mà chị cho vào cái điện thoại thì nó chỉ có mỗi chữ sách ở giữa, còn chữ đọc với chữ sâu nó bị cắt. Để làm co lại chị, kiểu như là tỷ lệ kích Chị thước Huyền á. có nhìn thấy cái của chị Duyên không? Chị Duyên đang vào bằng iPad thì phải, nó sẽ bị mất chữ H thì chữ họp và chữ Ừ. 39, nhìn thấy không? Rồi chị thấy Chị rồi, gì tức là ấy mình đấy, phải chị làm cách bạn tỷ lệ khác điện à. thoại đấy. Đấy, À Chị đấy. của chị Lan cũng thế này, em thấy mất này. Đấy, thế thì chú ý là thiết kế hai mẫu luôn, một điện thoại một máy tính. Nhất trí. Đấy. Background. Banner. Nhớ là dùng cho À, hai thiết kế lần. cả giấy mời nữa đấy Linh. Mình phải mời cả ban tổ chức mà. Đây còn giấy Không mời cần nữa. à, Giấy đúng mời rồi. ạ. Với lại giấy mời ban à, không cần giấy mời, mời cả làng K9 ấy. Có một cái mời chung 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 ấy. Chỉ mời một tin nhắn thôi chứ. Tin Nhắn nhắn thôi thôi à? mời Em tưởng mời mời bằng bằng content ảnh. thôi, mời bằng nội dung tin nhắn content thôi, còn À. nội mình Đúng rồi. làm cái background như này. Nhưng mà có cần để cái background có cái giống thế này này, có cái ID rồi là path ID zoom giết thời gian không? Không 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 Không, cho cái đấy là cái banner lúc mình mời thì có, còn lúc background mình bỏ đi. nó gọn gọn, nhìn để cho nó tập trung mặt vào trong cái phần nền. Chính ra cái đọc sách sâu là mà chụp tổng thể đẹp lắm nhá, chụp mọi người trong Zoom ấy trông nó hay Nhưng thực, nó mà thoáng. đi nhỉ, xóm mình chưa có tên xóm à? Có Có xóm hai còn gì nữa. xóm của mình là cái Xóm gì nhỉ? xóm hai hái quả ấy à? hái quả đâu em đã đâu quên Không, không, cái đấy là chị học Huyền khác, cái nó này vẫn là đang xóm hai, đấy là đấy học đào luyện, học đấy đấy là đào luyện. Thế hình như xóm mình còn chưa có tên đâu. ô bình Đâu thường có xóm xóm mình có là kết tên đâu, nối, có tên xóm xóm là rồi, kết nối mà, có rồi có mà, có cả vòng tròn đệ nhị thân rồi sao mà. đúng rồi, tên xóm là kết nối, slogan là kết sức mạnh nối thành công, Cái đây ai đặt thế nhỉ? Như cái kết sức mạnh họ nối thành công Vân chị, đặt, Vân Lê đặt đúng đúng rồi không? đặt. À xóm nhà mình, đúng rồi, xóm nhà mình là xóm kết nối hai Slogan cái câu đối của là nhóm mình đây. Ô thế thì mình sẽ nhét hai câu đối ra hai kết bên, sức kết mạnh sức nối mạnh thành nối công. thành công. À, cái vòng tròn đệ nhị thân đã làm xong rồi mà. Đúng rồi, À đây xong đây xong đây xong, đây tớ thấy chia rồi sẻ cho mọi người nhìn. đấy à, Bây yêu giờ mới thương thấy. trí nhớ tốt ghê, không nhớ gì luôn Đây, thấy không, đấy. mọi người thấy không? Nhìn Rồi, thế xong này, rồi. Nó đây. thế thế thì em em sẽ thiết kế cái máy bay kia là cả nhà mình cùng máy. thế, chị Hoa ơi, thế thì em sẽ Hay làm giống giống kiểu cái background đằng sau của chị, nhưng mà thay cái chữ đọc sách sâu đó là nhà xóm văn hóa đọc xóm hai, cả cái đầu chữ đầu của chị Hoa là một vòng tròn to đúng xóm hai, xong ở trên là cái chữ kết nối, xong hai cái bên cạnh chính là kết sức mạnh nối thành công luôn. đừng đừng nhìn cho vòng tròn, vì cho vòng tròn không phải là đầu ai cũng vào vòng tròn, bởi vì có lúc người ta sẽ ngồi lệch sang trái lệch sang phải, như thế là nhìn nó cảm giác như kiểu có một cái thanh gì đó nó va vào đầu. Hoặc là đấy, như ví dụ chẳng hạn giờ mọi người nhìn cái background của mình đằng sau nhá, đằng sau cái họp định kỳ nhìn vào của Vân thì mình cũng của Thảo mình thấy nhá, có cái thanh ngang, cái thanh ngang đằng sau là chính là cái thời gian họp Zoom đấy. Thì nếu như mình ngồi vào giữa đấy thì tự dưng cảm thấy ở đằng sau đầu mình nó có một cái tấm nó va vào đầu ấy, nên cảm giác nó cứ bị nặng. Tóm lại là làm đơn giản như cái background đọc sách sâu.
Đây này, hai cột hai bên với một dòng ở trên. Đúng không chị Hoa? Đấy, mình Thế thấy thôi nó rất đúng không? thoáng mà nó có cái nó Thế bây không. giờ chỉ còn thay mỗi cái nền hình ảnh cái vào cái này mình mới đã được thôi chị. À nhưng mình phải thiết kế khác người ta chứ chị. Thì mình thay hai câu đối của họ bằng hai câu đối của mình. Với Vâng. lại nền đằng sau phải khác người ta chứ, mình không lấy được cái của người ta này. Mình chỉ học cái cách đơn giản của người ta thôi. Mình kiếm cái nền trẻ trung hơn, cái nền của người ta nhìn già quá. Cái này này vì nó là sâu mà cho nên nó mới phải như thế. Trông nó huyền bí nhỉ, nó Ừ. sâu. Ừ. Thế nhá, có cần phải gửi lại cái này nữa không để gửi lại cho nào? Cái gì ạ? Cái vòng tròn đầy nhị thân đây. Vòng tròn Cái đầy này nhị trước thân này này em có rồi mà em chị. tìm thấy trên nhóm rồi ạ, à, không cần gửi lại Ok. đâu ạ. Thế xong rồi nha. Đấy. Thế là giấy mời thì như nào, nội dung giấy mời. Giấy mời thì mình thiết kế không? Có thiết kế giấy mời để mời không hay là chỉ tin nhắn thôi? Làm content rồi chị ạ. Làm một cái tin nhắn thôi, xong rồi Đúng rồi. thêm một cái. Sau này đến nhà văn hóa đọc là có làm giấy mời đấy. Cái đấy về sau làm nhà văn hóa đọc, nhà tốt nghiệp mới cần thôi. Đúng rồi. Thì bây giờ làm ta dần đi. Mời để mời các xóm khác nữa em. Mời các xóm tham dự nữa. Cho nó xịn sò xịn luôn đi, Các tôi xóm khác tới cũng bến mời luôn đi. mình như Vụ này thế. giấy mời ai thiết kế đây? Thì vẫn là truyền thông đấy. Thôi Nhà nốt Linh. đi chị, Vẫn là nhà Linh đấy. nốt Này là làm gọn luôn. nốt đi chị. Ninh hở, vụ này bây giờ Thể em đến không đến thể em lượt làm Ninh rồi được. đấy. Ôi từ từ khoan, em đang hơi bị rối này. Cái này là cho học viên đúng không ạ? Không, Mình cái đang này đến mình phải mời làm đấy chị Vân ơi. cả cả Phụng mình cả sự học viên đang là làm học kết hợp với viên nhau để à, chị làm không mẫu. ý, ý em nói là nhà Linh nhận thôi, còn Linh có thể truyền lại cho học Đúng viên rồi. mà. Đúng rồi, đúng rồi. À, Linh có thể truyền cho trưởng nhà, phó nhà ấy, những hoặc ai tinh tấn dạy mọi người làm dần luôn. Cái này mình truyền là thông lại luôn cho trưởng nhà phó nhà được đúng không các chị? Đúng rồi. Để Vâng. em mà em làm luôn cho mọi người chuẩn bị. Giấy mời Ninh nha. Bây giờ bắt đầu nhịu rồi đấy. Linh Linh rồi, chán rồi, thành Ninh rồi đấy. Hoa là buồn ngủ rồi đấy. Còn một Chắc hai tập buồn ngủ bài luôn. kìa, tôi còn đang tập bài 40 thằng như kìa, chưa chấm gì à. Hôm nay vừa thi xong. 1:30 rồi. Rồi, giấy mời đã xong, background đã xong, banner đã xong. Chị Hoa, chị Thảo tầm này ăn gì đấy? Cũng đi Quà. ngủ, sắp đi ngủ vẫn ăn à? Chị Thảo. Quà đã có duyên. Này ông chồng ông mang nhiều quà phải quá mình. Thì chia ra đi cho anh em ăn cùng với. Đây Tao khiếp ăn một mình. cái túi Đứng mang ăn thèm chị. Xong cái kẹo dừa rồi là maca là hiểu số bố cho sao. số sướng thế thì thôi kệ, ông ấy muốn thế mang thì đồ mang nhiều đồ bồ cũng thì thèm mang, chị ạ, ông cứ cứ đi cứ thoải mái đưa chứ về mang tiền đi đồ về cho em là được. đi. Hết chưa nhà mọi người, còn gì nữa không nhỉ? Bà con hết chưa? Chắc hết rồi đấy Chị chị. Huyền ơi, chị Huyền, cái nhà 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 mình nhà đúc kết ấy, nên là Đúng. ví dụ mà sẽ có cái form mà form điền kết quả của buổi xóm văn hóa đọc ấy thì nhà chị phụ trách nốt nhá. Ừ nhưng mà mình đang làm thử làm gì có phong đấy. Ví dụ mà Phong kết có quả là form như nào? xóm. Có đâu, vì chắc sau này ví dụ mình làm thật xóm văn hóa đọc thì mới có, còn đây là mình đang tự làm mà. Không có đâu. Form như nào Linh thì chưa hiểu. Ý là em sợ là có cái form xóm văn hóa đọc giống cái form mà cuối của nhà văn hóa đọc ấy. Sẽ form là tổng kết lại cái buổi họp hôm đấy là có Cái bao nhiêu đấy thành làm được, cái viên. đấy làm trên Google ấy, Google Không, Form form ấy. ý ý form là phải ý form của là ban tổ chức. ban tổ chức có ban tổ chức đưa ra rồi, ví dụ mà Nhưng ban mà tổ chức có chưa chưa thì chưa chưa nhà đúc kết sẽ là nhà phụ trách điền cái form đấy à, nhé. rồi nhưng mà Chị mình Hoa phải làm hiểu thử này không? chứ không có đâu. Làm dần đi, làm dần đi Huyền, làm dần đi. Ví dụ chẳng hạn sau buổi họp hôm nay đồng chí thấy thế nào, đồng chí chia sẻ vào đấy, hay dở đánh dấu vào.
Không Thôi phải mình cái đấy tâm là thế sao làm mà thật đi, sao mình lại nói cứ ra thì thử mình mới cái làm, thế? đúng Không rồi, làm không trong phải tay đâu luôn, đâu, để từ tuần sau là mình cứ thế là thật đúng theo luôn. cái module đấy là mình chạy luôn. Không, chị, nếu ý mà có phòng ý thì em ban bảo tổ chức phải là gửi ban tổ thì chức mình không làm. thường thường ý, ban tổ chức sẽ có một cái buổi, một cái gọi là form đúc kết, form thu hoạch xóm văn hóa đọc, cái này của ban tổ chức đưa ra và mình sẽ phải điền kết quả, ví dụ như là link record này, hình ảnh này, slide chiếu trong buổi này, ai tham dự đấy, giống kiểu như kiểu là tổng kết nhà văn hóa đọc sẽ có cái form đấy đấy, thì là nhà nào mà nhà đúc kết sẽ là người phụ trách cái phần đấy nhé. Được rồi, Đó. nhưng mà Ý là ban điền tổ chức xong cho báo đưa ra thì không cáo phải kết quả làm hoàn thành đấy. rồi. Nhưng bây giờ theo mình nghĩ sau khi mà tham dự cái thông sâu đấy xong thì mỗi một học viên cũng sẽ phải điền cái form đấy. Để Phong cảm nhận nhá. chia sẻ về cảm nhận cái buổi đấy, ví dụ góp ý này, hay là hài lòng hay không hài lòng này, thì cái đấy mình làm trên Google Form, mình chỉ chia sẻ đến Vâng, điền vào là được cái thôi đấy trên mà. Google Form thì đơn giản. Vâng. Huyên, Google Form mà. Vâng, thế thì để em làm. Từ từ để em hình dung xem nào. mai em cho một cái dòng trên là họ và tên. Là form giống của ban tổ chức Là à? Xong họ rồi có và một tên cái mã tập học hợp viên. Không, không cần họ và tên đâu. Mình chỉ cần có này, cho mã học họ và viên tên này, mã học viên đến vào từ để nhà mình nào. thống kê cho nó dễ. Mình chỉ cần một cái bảng tính thôi đúng không, một cái bảng Ừ. tính Excel đấy đúng không, driver đấy đúng không, xong mọi Không, người em làm trên Google Form á. em thế à? Google Form để mà Đó, họ cái đã chạy Google hàng Form này nó nằm trong cái Gmail của mình, trong cái Gmail đấy em vào cái driver ấy, và trong cái driver đấy driver em sẽ vào cái Google Form, xong Google ở Form trên à? đấy em đã Vâng. tạo ra một cái bản như thế. Nhưng mà để tạo ra nó thì em phải có một cái nội dung chuẩn bị sẵn, em tức là em phải nháp một nội dung như vậy, em định ở trong cái đấy của em có những câu hỏi nào, em phải chuẩn bị trước nội dung câu hỏi. Thì một là họ Mã và học tên, viên. hai là mã học viên, ba là nhà để mình hình dung ra được, là đến khi mình lọc theo nhà là mình biết là có bao nhiêu người tham gia, bao nhiêu người đã của cái nhà này tham gia đánh giá, bao nhiêu người ở nhà A có bao nhiêu, bao nhà B có bao nhiêu, thì nó sẽ rất là dễ. Sau câu hỏi một này, cảm nhận của đồng chí về cái buổi thâu sâu là như nào, thì có cho họ lựa chọn hay dở, bình thường hay gì đấy. Chẳng người ta tự đánh vào. Ừ. Cho họ tích được, là ở trong cái Google Form nó có nhiều hình thức lắm. Lựa chọn một đáp án, lựa chọn nhiều đáp án, rồi điền nội dung. Gì nữa, mọi người cho ý kiến nó đi để làm cùng cùng làm không? Cảm nhận về buổi talk show này. Xong rồi gì? Góp ý à? Góp ý đúng không? Được. Cho buổi talk show đúng không? Đó, cho họ cái phần đấy, cho họ trả lời ý kiến vào. Hai câu thôi hả chị? Không, nó phải 3 4 câu rồi chứ. Mai ngồi nghĩ đi. Xong À, rồi thôi chia xong rồi sẻ em lên nghĩ cho xong mọi em người góp gửi ý lên cho cho mọi dễ. người duyệt. Bây giờ mình cứ lên cái kế hoạch như thế đã. Đây gọi là phiếu phiếu gì? Đánh giá hay là cảm nhận hay là cái gì mọi người nhỉ? Như bọn mình là hay gọi là đánh giá đấy. Ok, hôm nay em Rồi, rồi mình mình không có nói gì gì nữa đâu. không Ai nhỉ còn chị ý Huyền kiến gì mọi người nói đi. nhỉ? Cho mời Lan, Lan với Bình rồi nãy giờ không được nói cái gì. Toàn đấy chị em mình nhảy hết cả mồm Lan với Bình. Chị Duyên có cho con đi ngủ đi, đi ngủ đi. Em không Ừ, có có ý cho kiến con đi gì đâu, ngủ. các chị cứ Em xin phép làm nghỉ theo trước cái nha. deadline của xóm Vâng, đi. chị Duyên nghỉ đi. Nghỉ đi cho con ngủ đi. Các chị ơi, ngoài cái phần hát múa là em với các chị Lan là thôi, còn những cái phần khác thì các chị cứ giao việc chị em làm. Còn Ồ, hát thì chị Hoa ơi, thế thì lại càng phải giao hát và múa chị ạ. Đã sợ không cái gì là càng phải giao. ừ, thì em Không, cũng cái chưa nhà này thực ra như họ 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 mình phải công nhận là họ rất là tinh tấn luôn ý, họ tinh tấn từ chủ đến tớ luôn ý nhỉ. không, nhà nhà em là có một số học viên là rất là tinh tấn, tức là em thấy là từ những học viên đấy là mới thúc đẩy tinh thần của nhà, chứ còn nhà nào cũng thế thôi, cũng có một số học viên người ta chỉ tròn vai thôi hoặc là cũng rất là ít tương tác.
Nên là em thấy là cái vấn đề quan trọng là trong cái nhà đấy thì phải có học viên như thế nào nữa cơ các chị ạ. À? Vì hôm trước em nhìn thấy nhà 08 của chị Hoa, trời ơi, cũng một rừng quả đỏ rực luôn. Xong rồi anh trưởng nhà chị, anh Sơn nhá, anh Trường Sơn, lúc nào anh cũng nhắn tin vào anh cút mọi người, cũng thấy tinh tấn mà, nhà em đâu được như thế đâu. Nhà em toàn phụng sự nhắc làm bài tập, hoàn tất các thứ thôi. Chứ còn học viên thì đã phân nhiệm vụ rồi nhưng mà cũng cũng ít tương tác như vậy lắm. Chỉ khi nào mà mầm, chỉ khi nào mà cái mầm thì lại sôi nổi thôi. Nhà mình tuần vừa rồi là bác Sơn bác cũng bận. Thế là hôm qua họp hiểu thương á, từ đầu chí cuối ai cũng tranh nhau xin lỗi. Rồi thế thì tạm thời bọn mình sẽ thống nhất như thế nhá. Linh nhưng mà có vẻ nhà nhà Bình với nhà Hòa Lan là thấy chưa có việc gì sao ấy. Trông kiểu yên bình nhỉ chị nhỉ, kiểu Ừ, nó cứ thích nhẹ nhàng kiểu gì. nhẹ nhàng Ô, chán chị từ Hoa nãy giờ, ơi, chị Hoa từ ơi, hai nhà phụng chị sự điều nhìn phối nhẹ không nhẹ nhàng nhàng đâu, tất cả nội dung này nhà chị phải gì nắm hết đấy, không nhẹ nhàng đâu. không, nhưng mình rất thích sự nhẹ nhàng của họ, rồi sao cho mình nó có còn một cái gì thong dong một tí chứ. Ôi trời ơi, Thế giờ Linh thấy bớt việc sang cho nhà Lan Minh Bình đi. Linh bớt về sang cho chị Nhưng với mà chị nhà mình Lan cũng cũng được. làm gì đâu. Ừ, mấy cái Về cái banner phần các mà thiết thứ kế các thứ thì em đẩy sang mình cho làm chị được với chị mà. Lan cũng Thôi được Linh chứ tập trung làm vào trò tốt. chơi đi, nội dung câu hỏi gì nó hóc Đúng hóc một rồi. tí, kiểu gì phụng sự viên các nhà họ cũng vào đấy, mà với vớ được mấy cái bà như Mỹ Đức thì thôi rồi đấy, hết cả giải của học viên Từ tâm mạnh chị ạ. đấy. Anh Mạnh ấy, anh Mạnh là K8 mà còn tha cho mọi người đấy. Chị phải biết là K7 à. Cứ nhà nào tổ chức nhà văn hóa đọc đều có một slot cho anh Mạnh luôn. Nhà nào cũng có luôn. Đi Đấy, đến đâu mà giật quà giải nhà đấy đến đâu luôn. là giật Khuyến giải cáo đó, phần giải quà chỉ số dành 1 cho học đến đấy. viên, không dành cho ban tổ chức và phụng sự. Anh cái khóa đấy thì em thấy là có anh Mạnh với cả chị Hoài đó. Chị Hoài đi đâu mà quà về đấy, đi đâu mà quà về đấy luôn, hai ông bà đấy khiếp Đấy, luôn. cho nên là phải câu hỏi là phải hóc hóc một tí, không thì lừa mấy ông ấy vào à. Thế thì nhà các chị lại nhận Thế nốt các phần kia đi để em tập trung làm game vậy. thì bên bên nhà Mình nhà Lan với Bình sẽ tập trung vào cái phần truyền thông. banner này, giấy mời Vâng. này. Thế chỗ Huyền có làm được cái phần form đánh giá cảm nhận không, thì để nhà nhà Lan làm nốt. Đúng rồi, nhà La làm nốt đi. Dạ, nhà em làm là giấy mời để banner này với cái gì nữa chị nhỉ? Banner, giấy mời, Brown chị ạ. background. Thế cho chị Background. Lan làm nốt cái form hiểu form Đấy, mời đánh giá đi. thế thì Form form đánh đánh giá giá. cho nhà chị Hoa đi, nhà chị Hoa Nào đâu có người nào chung cho nào chị Hoa nào đâu đấy. nào. Ô, chị Hoa Gì cũng gì đang gì gì chị Hoa từ nãy giờ toàn điều phối bài đi dí, bài đi dí, bài điều phối. Thực ra là bác ấy làm được hết nhưng bác đang bận nên là bác ấy cứ nhanh tay nhanh chân là bác dí để bác ấy. Cái form ấy các chị em nghĩ là mỗi mỗi người đóng góp một câu hoặc một một vài câu ấy, thế xong rồi cứ thế nhà em tạo Tập form hợp được. lại đúng không? Thế còn nếu mà để em với cả chị Lan mà nghĩ ra thì cũng thực ra cũng chưa nghĩ ra cái câu nào. Thế thôi cái form đấy thả cho em làm cho. Em làm. Em làm. Cái này em làm. Không không, nhưng mà 5 phút là xong. nên chia sẻ để cả nhà nắm được, để góp ý cho nó hợp lý vào. Thì sẽ để form dưới dạng mà ai cũng có thể chỉnh sửa nhận xét. Úi Thì giời. đầu tiên ấy, khi mà mình dựng form trước thì gửi vào nhóm phụng sự viên mình, phụng sự viên mình góp ý đã, sau đó mới thả đi. Nó có gì cái đấy thì đến cuối buổi học hôm sau buổi talk show mới tung tung ra rồi mà, từ đấy Thế tuần nào sau cuối cuối giờ là phải tung ra rồi. đó thì bà là đến tận tuần sau, đến cái hôm mà talk show mới mới bung ra cơ mà, còn Ồ, có vẫn hơn một phải tuần phải cơ làm mà. luôn, đến thứ năm là phải hòm hòm rồi, Đấy mà là thứ năm không là phải chị. có cái link đấy cho kể cả những người tham dự đấy cũng phải điền form rồi. Chị ơi làm cái đấy nhanh lắm, nếu mà có nội dung nào 2-3 phút là xong cái form mà. Ý, quan trọng là cái nội dung ấy. Nhưng mà cái nội dung của nó thì cũng đơn giản, em thấy các khóa trước đội ban tổ chức làm cái form chia sẻ cảm nhận của mấy được một tí thì Có làm một tí tẹo thôi xong mà. được Mình xem rồi. cái talk Để tôi show này xem xem nhá, có góp hôm nay ý mà gì thử tôi không. xem rồi. Mấy Thế cái câu mà hôm thứ năm là mình sẽ phải có hết đầy đủ xong luôn, không còn thừa thiếu cái gì nữa.
Được, cái Chốt phong mà em chưa? làm được để đấy, thả đấy cho em làm cho. Em Mày thế làm. thì lại có người ta nhận cho Bình ạ. Sướng thật. Đúng là ăn ở. Nào, làm cái Google Form này em làm được, để đấy em làm cho. Còn Rồi. một tí thì Timeline, còn timeline của chương trình nữa các chị nhỉ? tham lai Điều chương phối trình đấy. thả Điều nhà giả hòa. là điều phối. Cái này Điều còn là điều hòa đấy. Bình đấy, Bình đấy, Bình làm nốt đấy Không thôi em thôi. đi. Tại lúc này có chị với cả Linh, em thấy là hai chị em ghi chép rất là ấy luôn. Rất là chi tiết luôn. À không, em thấy chị Hoa chị đang nốt lại đấy, thì chị làm timeline luôn. Khổ thân Ví dụ tôi. như Đương nhiên là tham lai phải của nhà chị Hoa, là nhà chị chị Hoa Hoa làm điều phối, là chị timeline Hoa phải lên hết chương trình mà chị. mà. Tất tần tôi. Rồi vài hôm nữa chị Hoa sẽ phân công là nhà chị Lan được nói 5 phút, 10 phút hay 15 phút. Nhiều hơn lố giờ là nhà chị Hoa tắt mic đấy. Cẩn thận. Hay đấy, được được ý Phải tưởng dịch hay ra. Nay phải mệnh định chị Hoa trước mới được. đấy. Được đấy, được đấy, được đấy. Còn gì nữa không cả nhà? Đi ngủ đi, buồn ngủ quá rồi. Ngủ Đã đi, cả nhà mình ăn đi, bởi vì 11:39 12 rồi. Có phải chụp giờ ảnh không chị Hoa? chụp À, rồi nào, chụp cái ảnh nhá, nào lại hôm nay chụp, 11 giờ nhưng bận bây giờ không phải à? chụp mọi người tự nhiên nhất nhé, mọi người Ừ. đừng có Bây giờ chụp để rút chụp phích. chụp đang làm gì đấy, thật tự nhiên vào, xinh tươi vào nhé, Chụp đừng có. không không phải đang tập trung đâu nhá, đang cười nói hay làm gì đấy, ai muốn làm gì làm, mọi người cứ nói chuyện đi, tớ Để chưa cười chụp tự nhiên này đâu. còn cười được, chị bảo đừng có cười nói đứng lại không cười được ấy. Chị Hoa đang xem khoảnh khắc nào xấu nhất để chụp á, các chị cứ cẩn thận Không nhiều. diễn được. Bữa ai chơi xấu thế nhỉ? Mọi người làm gì thì làm, nhưng mà nhớ là mở to mắt ra nhé. Ý là chị Hoa bảo mọi người cứ nói chuyện đi còn chị sẽ chụp. Chị cứ chụp thì lúc nào là chụp cũng đó. Ôi, nghe có vẻ căng thẳng thế. Nghe căng thẳng lắm cả nhà. À, cứ cười cho đỡ căng thẳng, chị Hoa lại bảo làm gì thì làm Mình không nói gì cả, đi. mình Thôi cả nhà cười đi cho nó đỡ căng thẳng. rút xích rồi, rồi Chụp được chụp rồi, rồi. đơn mà nhung cười. Nhanh Không, em nghĩ là mai sóng mình lại được lên bảng tin đấy các chị ạ. Tinh thần họp đến 12 giờ đêm. Hay cái gì ngủ nhở? đấy, Huyền đấy là ơi, còn, đấy là hả? còn may chị Huyền Sâu còn ao sớm, chị Huyền Sâu mà ở lại một lúc nữa là giờ này chắc chị em mình vẫn đang bàn tiếp ấy. Huyền Sâu mà Lan ở gọi trong em đây à? kiểu gì mình cũng lạc đề, Chị Lan gọi em à? nhưng mà Chị công nhận không bà nghỉ nó khỏe thật, cho mình. nói từ 4 giờ sáng đến tận khuya đêm mà vẫn nói được. Rồi Có cả gì nhà nhìn thẳng lên màn hình cười thật tươi, tớ xin một cái cuối cùng, tớ không chụp nữa đâu, từ nãy giờ chụp mãi chả được cái gì. nói. Đã sao, xin cảm ơn. Đã xong. Ôi, Em nhà chào thì các còn chị nhé. cứ nói xấu ban tổ chức ngày mai ban tổ chức nghe thì lại trừ hết điểm, trừ hết điểm thi đua, mai mầm cả nhà cả làng. Đâu, Đâu có mầm xấu, xóm 2, xóm 2 là toàn mầm mầm. mầm cả xóm luôn, cả ban phụng sự luôn. Em chào các Chị chị Hoa nhá, nha, chào cả chào cả nhà nhà nha. nhá. Em chào cả nhà. Bye Em chào bye. cả nhà. Ngủ ngon nha. Vâng.